Thế nhưng mà chắc chắn em có hỏi rằng là bây giờ bố nó lại cứ đòi đi ngủ với người khác để có con trai, mà có đồng ý hay không thì chắc chắn là chẳng ai đồng ý. Anh cũng chả dám khuyên là ừ cứ để cho anh ấy đi có con trai, mà chắc em thì cũng chẳng đồng ý, chứ nếu đồng ý thì đã đồng ý rồi đúng không? Điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, vợ chồng em kết hôn được 10 năm ạ. Thì sinh được 3 cháu. Nhưng mà một cháu đầu nó bị dị tật thì nó mất rồi. Còn cháu thứ hai thì khỏe mạnh, năm nay 6 tuổi. Còn cháu thứ ba thì nó 4 tuổi nhưng nó cũng bị dị tật bẩm sinh. Bây giờ chồng em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Về thì lại muốn sinh con với người khác để đẻ con trai ấy. Thì hai vợ chồng em sinh được 3 cháu nhưng toàn con gái. À, bây giờ anh ấy về là anh ấy nhất định không chịu đi khám để hai vợ chồng tìm cách giải quyết. Mà một mực là đi muốn đẻ con trai với người khác. Nên là em rất là băn khoăn không biết là đồng ý hay là không. Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn xem là bây giờ mình nên làm như thế nào nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, rồi, xin mời anh. Chào em. Dạ vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Thì cháu đầu thì đến lúc sinh ra thì nó không bú được. Đi xuống bệnh viện đa khoa của huyện khám thì mới biết là nó bị hở hàm ếch trong. Rồi. Thế là em nuôi cháu thì nó không bú được thì em phải bón từng thìa một ấy. Rồi. Nuôi được gần 3 tháng thì cháu nó bỏ nó đi. Bây giờ thì sức khỏe của cháu làm sao? Sức khỏe của cháu thì yếu ạ. Nó bị bại não liệt co cứng ạ. Thế hả? Mà đi chụp cộng hưởng từ thì bảo là bị teo não. Nên là không có cách can thiệp giải quyết được. Rồi. Nếu như một trường hợp đầu ấy thì thôi có thể để cho rằng là nó ngẫu nhiên. Cái đợt đấy là do mình ốm, rồi do mình cúm, rồi trong lúc mình mang thai mình có chuyện này chuyện khác mình không lưu tâm để ý, rồi sơ suất xảy ra là trường hợp cháu nó bị khiếm khuyết. Nhưng mà ba lần mà có hai lần như thế này ấy thì mình cũng phải giật mình tí. Mình ở đây cái chuyện khoan đang đề cập đến chuyện là con trai con gái, mình đề cập chuyện là các cháu sinh ra có khỏe mạnh lành lặn hay không. Thứ nhất là cùng vợ chồng cùng nhau nhìn lại xem rằng là ông nội cháu này hay là ông ngoại này hay là bố cháu này ngày xưa có liên quan gì đến cái gì mà di chứng chất độc da cam không, có đi bộ đội hay là thanh niên xung phong ở cái vùng mà nó có những cái ảnh hưởng của chất độc da cam, rồi nó nằm ở trong cái gen của người mình, các ông thì vẫn khỏe, bố vẫn khỏe, nhưng mà rồi dẫn tới trường hợp là khi sinh ra các con các cháu thì lại không khỏe như thế này, thử xem sao. Thế rồi là kiểm tra về sức khỏe tất cả các thứ của hai vợ chồng. Đề phòng cái trường hợp thế này này, có cố sinh đứa thứ tư thì ngộ nhỡ là bị thế. Hoặc là nếu cái chuyện ấy mà nó liên quan bố cháu có đi quan hệ với những người khác, rồi ngộ nhỡ cũng lại cho những trường hợp giống như thế thì làm sao. Bây giờ thì mình phải sống và làm việc rồi các thứ phải theo khoa học. Y học khoa học hiện nay nó phát triển sao mình cũng biết tận dụng, mà cứ đâm đầu đổ đuôi nghĩ đến chuyện là con trai. Cứ giả sử như anh cứ đi anh quan hệ với người nọ kia hy vọng đứa con trai, nhưng mà cuối cùng thì ra trai chẳng ra trai, gái không ra gái, hoặc là lại dị tật nữa thì phải khổ không. Cho nên là vợ chồng bàn nhau nói chuyện đi, hai đứa rồi là chắc là có thể có những chuyện nguyên nhân nào đó để mình mà ngăn ngừa, mình lường trước đúng không? Thế nhưng mà chắc chắn em có hỏi rằng là bây giờ bố nó lại cứ đòi đi ngủ với người khác để có con trai, mà có đồng ý hay không thì chắc chắn là chẳng ai đồng ý. Anh cũng chả dám khuyên là ừ cứ để cho anh ấy đi có con trai, mà chắc em thì cũng chẳng đồng ý, chứ nếu đồng ý thì đã đồng ý rồi đúng không? Bây giờ mà lại còn vợ nọ con kia thì thứ nhất là cũng vi phạm pháp luật, thứ hai nữa là có thể chấp nhận đâu cả về mặt tâm lý, tình cảm cũng như về mặt đạo lý. Cho nên là mình không phải chỉ ngồi nói chuyện với anh ấy mà phải nói chuyện với cả gia đình và cùng nhiều những biện pháp có thể phối hợp lại, và đặc biệt thì là vấn đề vợ chồng cùng đi kiểm tra sức khỏe nhé. Thế là trong thời gian vừa qua thì anh ấy về, xong anh đi vào nhà cái cô gái mà anh ấy muốn em đồng ý để anh ấy lấy vợ hai đấy. Rồi. Khi về thì thái độ của anh ấy khác, thế là rồi là trong cái cuộc sống nó phát sinh ra nhiều vấn đề, hai vợ chồng em đưa đơn ra tòa. Anh ấy cũng
đồng ý. Rồi. Xong đến lúc em xin ra bằng nhà ngoại, hôm trước hôm sau thì em về em, thì anh cho em xin lỗi, lông lỗi rồi là em thương con, đi thương anh thì cho em quay lại. Nhưng mà bây giờ thì anh ấy bảo là khi đi rồi thì sẽ không bao giờ được quay trở lại nữa. Ừ. Thứ nhất là về mặt nguyên tắc là vợ chồng em vẫn là vợ chồng, nhà của vợ chồng, nhà của chồng là nhà của vợ. Em đã từng ở đâu thì sẽ về đấy. Về mặt luật pháp, không ai có quyền đuổi em và con ra khỏi nhà. Không, em không phải xin với sò gì cả. Nhà này là nhà của vợ của chồng, sống với nhau 10 năm nay, bàn tay cùng nhau xây dựng nên. Thế và cái thứ hai nữa là cái chuyện là vợ chồng có giằn dỗi nhau rồi là bỏ đi một ngày, cái chuyện nó cũng bình thường. Thế còn thì người chồng mà đã có âm mưu ý đồ rằng là về sẽ lấy vợ hai, thế trong nhân cái vụ này mà ly dị vợ để mà để với cô. Hiện nay hai mẹ con đã về lại nhà chưa hay vẫn ở bên nhà ngoại? Ở bên nhà ngoại anh ạ. Cả ba mẹ con hả? Cả những bé lớn hả? Không ạ, hai mẹ con. Tức là em với cái con bé 4 tuổi, còn cái bé 6 tuổi thì ở với này bên nội. Hoàn cảnh gia đình thì em thì không có công ăn việc làm, còn con bé con thì nó lại bệnh tật ý. Ừ. Đa số thì là bà lội 600, em ở nhà em đi xách vữa để làm ở quanh nhà. Thế bây giờ mà em mang nó về bên này, em bỏ nó lại rất thương. Nhưng mà em mang nó về thì sẽ là gánh nặng cho gia đình bên ngoại. Em sẽ phải ở nhà chăm nó thì không ai đi. Rồi rồi, anh hiểu rồi. Cho nên là cái cháu bé mà nó yếu đau bệnh tật thì vẫn là bên nội nuôi. Em chỉ đưa cái con bé 6 tuổi thôi. Em ơi, em hãy mềm dẻo một chút, lúc này chưa ra tòa được, vợ chồng còn vẫn là vợ chồng. Mình về mình nói chuyện cả với lại ông bà nội cũng như là bố nó rằng là trước sau đâu có đó, nếu vợ chồng không ở được với nhau thì lúc ra tòa ly hôn rồi tính sau. Của hiện giờ cho em về đây, và đây là nhà này, vợ chồng ăn ở với nhau 10 năm nay, em cũng cần chăm sóc cái con bé kia vân vân. À, không để ở lì ở bên nhà ngoại nhá. Đấy là cái phải mềm dẻo. Con cái chuyện mà ra tòa ly hôn ấy, nếu mà hai lần hòa giải mà rồi không thành công ấy, rồi tòa người ta cũng giải quyết đấy. Bởi vì nếu như mình không động viên được một lần thứ hai hòa giải mà anh vẫn kiên quyết không, rồi người ta xét thấy rằng là gia đình cuộc hôn nhân này kéo dài bất lợi cho cả ba bốn phía, là người ta cũng cứ quyết định. Bởi vì theo đúng trình tự rồi, chúng tôi cũng hòa giải hai lần mà không thành công thì phải ly hôn, mà đặc biệt là đơn của mình lại cả hai bên cùng thuận tình. Còn rất là trẻ, mình lại phải lo lắng giữ gìn sức khỏe, rồi làm rồi ăn, rồi có thể biết đâu lại có cơ hội khác lại còn tốt đẹp hơn. Thế còn thì lúc này là mình cứ còng lưng ra mình chiến đấu có khi rất là mệt mỏi nhé. Dạ, em cảm ơn lời khuyên của anh ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lâm Đồng. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi là em đây, kết hôn thì được 17-20 năm rồi đấy anh chị. Thế nhưng mà sau khi bây giờ em mới phát hiện ra là chồng em vẫn nhắn tin cho người cũ, rồi qua lại tình cảm, rồi muốn níu kéo qua lại đấy. Thì em phát hiện ra thì em đang làm ăn ở trong Lâm Đồng, cùng chồng em cứ đòi về đấy, cứ thì chúng em để con ở nhà. Thế xong đầu em có bảo là đi về nhà để về con nọ kia, nhưng mà tin nhắn em mới phát hiện ra là nhắn từ 2016 ấy, nhắn tình cảm qua lại, rồi nhắn là không gặp được người cũ nhớ nhung như hồi là rồi lại còn đăng cái giấy kết hôn trên Facebook là hẹn nhau là đến 2023 rồi thì kết hôn lại với người yêu cũ. Mở vào cái người đó lại cùng bạn với em, gần nhà mẹ em luôn, cả gần nhà chồng em luôn. Rồi thì cái người đấy cũng hai con rồi, xong bắt đầu đẫn cái vị chồng rồi đấy về bây giờ. Vâng. Thì em nó gọi điện cho cô đấy rồi, em bảo là thế phải muốn con lại với chồng đâu mày không đấy. Nó bảo là nó không cần đấy, nó bảo đầy người khác đi. Chồng cô đấy em thấy nghe nói là nghi ngờ là không phải chờ con của chồng cô đấy mới đánh đập mày, xong mới bỏ nhau như vậy. Thì em không rõ là còn đấy với chồng em có liên hệ gì không hay là như nào. Vâng. Kiểu vậy em đang nghi ngờ băn khoăn đấy. Vâng, tức là hiện nay thì chị rất là băn khoăn, không biết là cái chuyện của mình thì nó như thế nào và nên giải quyết như thế nào, đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 37 ạ. À, cháu lớn là bao nhiêu? 18 rồi ạ. Ôi, 18 rồi. 18 tuổi rồi. Con gái hả? Trai ạ. Ừ, tưởng con gái thì sắp lên thành bà ngoại giờ. Vâng. Trước hết là phải nói thế này này, vợ chồng mình kết hôn sớm này,
rồi lại có con cái đầy đủ này, rồi lại vợ chồng lại còn để con ở nhà cho ông bà nội để cùng dắt tay nhau vào Nam để kiếm công ăn việc làm, mục đích là ông có tiền để mà chăm dạy con cái, lo lắng chuyện này chuyện nọ thôi, đúng không? Điều ấy chứng tỏ rằng là vợ chồng được đấy chứ, quan hệ tình cảm tốt đấy chứ. Nếu mà người ta mà chê mình hoặc là người ta nhấm nháy, người ta yêu cô kia, thích cô kia, chẳng có được đến bây giờ đâu. Cái mà mình phải tự tin rằng 18 năm nay, 19 năm nay sống với nhau không có cái chuyện gì, mà rồi ông ấy cũng không phải là hoang tàn phá hại gì, cũng chịu khó đi cùng với vợ. Nếu không yêu vợ thì bà đi làm đâu, làm kệ, tôi tự đi làm. Ví dụ như ông đi một mình, ông ra mỏ than Quảng Ninh, ông đi làm xong ông nhấm nháy cô kia ra thì mình đâu có biết được. Đây là hai vợ chồng lại còn đi làm cùng nhau, nghĩa là xuất phát điểm rất yêu thương, rất là có trách nhiệm với gia đình. Và chắc ông chẳng dại dột gì nữa mà phá nát cái gia đình mà mình. Vợ thì tử tế như thế này, con cái thì như thế, để ai lấy ai ạ? Để đến với ai, giá như với một cô gái còn 18 đôi mươi trẻ như là sinh như hoa hậu thì bảo còn đánh đổi. Chứ còn lại đi đến với một cô mà cũng bị chồng nó đánh cho, xong rồi nó bỏ, xong cũng hai con rồi, thế thì bán bò đi tậu ấy ngương. Đàn ông không dại thế, đàn ông không bao giờ dại thế. Nhưng việc đầu tiên mình phải xác định là không có chuyện bỏ vợ con để cưới hay đăng ký kết hôn lại với cô kia đâu. Đấy là chắc là tán tỉnh gì, nói thế cho cô kia nhẹ dạ cả tin tưởng thật. Thế nhưng mà thế này, cũng có thể khi mà cô kia bị chồng bỏ, thế rồi là anh chị thì nhấm nháy, nhắn tin điện thoại với nhau, xong rồi cô kia thì bây giờ cô đơn. Cô đơn thì bắt đầu anh này thì đàn ông hay tán tí, hôm nào về mát trời sang gửi một cái, ngủ một cái, hay là nhớ lắm rồi ước gì lại quay lại thời gian như ngày xưa thì tớ sẽ hay là anh sẽ cưới em. Gieo vào trong lòng cái người phụ nữ kia lúc đang cô đơn ấy một vài những chuyện hy vọng hão huyền mà anh này thì cũng cho nó vui tán tỉnh. Lần trước á là cái năm 2010 đấy ạ, cũng là vào trong trong Nam đấy ạ, vào được 1-2 năm đấy, là lúc ấy bắt đầu biết tin cô đấy vợ chồng ở bên quê Sơn Tây, cái là về quê mẹ đẻ đấy. Thế là chồng em biết tin cái là đi về quê luôn, không ở trong đấy nữa. Thế là bỏ em một mình ở trong đấy, cuối cùng bỏ cứ vẫn bỏ em là đi vào, xong cuối cùng không vào nữa. Ở trong cái đó nói với mọi người là không vào nữa, mà gần em gọi điện về không nghe, mà toàn đi tìm cô đấy thôi mà lại bảo là không vào nữa, mà nói với em là sẽ có vào nữa đấy, nguyên kia nói dối em. Xong bắt đầu một năm sau em không vào nữa, thế lại mẹ đi về. Đi về xong bắt đầu em cũng nói chuyện với cô đấy là như thế đấy, thì là cô đấy không bảo là không thèm chồng em nọ kia, thế là em không thấy, thế là từ đấy là không thấy gì nữa. Nhưng mà một lần đấy em cũng bắt gặp là nhắn tin cho cô đấy thôi, nhắn rồi tin thì anh nói nhắn... rồi có thể là rảnh rỗi rồi ông tán tỉnh một tí. Hãy tin tưởng là cái mối quan hệ ra vợ chồng cũng đã vững chắc cho đến giờ phút này. Điều thứ hai là con nó cũng lớn rồi, làm ăn kinh tế không biết thế nào gọi là giàu, không biết thế nào là đủ. Cho nên nếu con đi, đừng bao giờ vợ chồng dắt tay nhau đi hết, để con ở lại ở nhà cho ông bà nội thì già. Các cháu đang ở cái tuổi lớn, cần cái sự quan tâm của bố mẹ. Đặc biệt là cái thằng cu 18 tuổi ấy, năm tới thi đại học rồi đi thế nọ thế kia. Nếu không thi đại học thì cháu đi học nghề rồi, nó còn nhiều vấn đề nảy sinh lắm, cứ chạy ra rồi lại chạy vào, rồi đến lúc là kiếm được vài trăm vài chục triệu về rồi con hỏng con hư thì cũng chả bỏ đâu. Cho nên là quanh quẩn làm ăn buôn bán hay làm thuê hay làm công ty ở gần khu vực nhà đi, sáng đi tối về, vừa là để duy trì một cái cuộc sống gia đình, tập trung mà làm ăn. Nếu con nói thì nói với ông chồng của mình ấy. Lúc em phát hiện ra cái tin nhắn thì em buồn, mấy ngày hôm Tết em buồn, rồi em cứ gì ra xong em nói bóng nói gió. Chả phải nói bóng nói gió, nói thật đi. Muốn quay lại với cô đấy nọ kia đấy, xong bắt đầu chồng em bảo lấy chứ. Sao cô cứ nghĩ là vớ vẩn với tôi, không bao giờ 40 tuổi tôi biết là cái gì ấy gì không đấy. Thì đúng là em thấy chồng em thay đổi hơn trước, là chịu khó làm ăn hơn, vợ con thương, vợ thương con tốt rồi, hơn, quan ghi tâm nhận con hơn. Rồi ghi thì nhận cái trước, tích cực ấy và mỗi cái là em thấy cái hành động em bảo không có dấu, không biết là có dấu giếm là cái gì em chứ không, thì em bảo là nếu mà ý là em có lên nói ra để không đến lúc họ quá rồi, đến lúc em nói nó không kịp á. Là mình đừng biến mình thành một người điều tra xét hỏi.
hãy biến thành bà vợ đấy, thấy phía chồng mới nhắc nhở có vài câu mà đã thấy tiến bộ lên, gần gũi quan tâm đến gia đình, thế thì mình lại càng phải thít chặt hơn nữa. Thít chặt ở đây tức là làm những điều ngon lành để mà kéo anh trở về gia đình. Một người đàn ông so sánh một bên bà vợ tử tế ngon lành như kia, một bên thì cái cô kia như thế ấy thế nọ, thế là mình thắng lợi. Không bao giờ tóm tóc rứt đầu đánh ghen hay là làm ầm ĩ xóm làng chỉ vì một người đàn ông nhé. Còn nếu có hư thì hư người nhà mình, và cũng không phải bóng gió ở với nhau mấy mươi năm, có việc gì không làm nữa đâu mà sao có mỗi nói không nói. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình, chúc cho gia đình chị sẽ đầm ấm và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo. Alo. Chào anh, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Muốn hỏi là mình là 53 tuổi rồi mà cái sức của mình nó kiểu nó kém về bên các cái kiểu mỗi khi giao với vợ á, vợ nó như kiểu nó nghi mình đi lung tung con em con ủng như đấy. Vâng. Thế thì cho mình muốn có sức khỏe thì mình phải làm thế nào để cho vợ nó đỡ bỏ cái suy nghĩ như kiểu là ghen tuông. Vâng, vấn đề của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho anh xem là có cách nào để có thể giúp cho chị vợ bớt ghen tuông đi không ạ? Vâng, xin mời. Vâng, xin chào anh. Anh 53 tuổi còn đi làm hay là nghỉ rồi? Đang đi làm ạ. Đang đi làm, sức khỏe chung thì thế nào? Sức khỏe chung thì thấy vẫn bình thường, nhưng mà trong cái... Sức khỏe thì bình thường, đi kiểm tra thấy không có sao cả. Thế nhưng mà về cái chuyện quan hệ vợ chồng thì không được như hồi thanh niên đúng không ạ? À đúng rồi, chính xác. Ồ thế là bình thường, chứ nếu bây giờ mà anh như hồi thanh niên thì phải đi khám đấy. Đề phòng là trường hợp là không biết mắc bệnh gì mà có tuổi rồi mà nó vẫn cứ hăng như là hồi thanh niên. Trước hết là phải nói rằng con người không tránh khỏi quy luật. Bé này trưởng thành rồi phát triển đẫy đà rồi bắt đầu thoái trào lùi dần rồi. Đến lúc mà còn dừng hẳn. Thế thì... tuổi 53 mà anh vẫn còn duy trì quan hệ vợ chồng được là tốt rồi. Không có, thứ nhất là mình không có kỳ vọng như ngày xưa được nữa. Còn cái lý do mà anh cho rằng là vợ ghen nghĩ rằng anh làm mà không được như ngày xưa ấy, hay là anh có bồ, anh đổ ở đâu rồi đúng không? Đúng rồi chị. No xôi chán chè ở đâu rồi, về để làm với con này thì qua quýt đi. Anh có làm đột ngột thế không? Ví dụ như trước là tuần hăng hái 3 lần mà lần nào cũng mỹ mãn. Dạo này thì lại tuần cả tháng có một lần mà lại qua quýt không? Nói chung là lâu thôi, bây giờ đi làm cửa, đi làm suốt đấy, cái sức nó như cửa mình yếu sức ấy. Vâng. Cho nên là sơ xưa ra, chứ mà bây giờ mà nói mình đi trước làm sao được, bây giờ phải xưa ra. Cho nên là nó cảm thấy nó không mỹ mãn, nó nhanh bảo là không mỹ mãn đấy, sao nó vào. Giờ ý là mình muốn bao giờ về như kiểu là muốn có cái thuốc gì mà để cho nó sung sức hơn một tí. Đấy, ý như thế là được thôi, ý như thế. Vâng. Anh ơi thế này, cô ấy nói ra miệng, bà xã nói ra miệng rằng là dạo này yếu thế, ít thế, hay là anh cứ tự giật mình vậy? Từ mình cảm thấy trong cái lương tâm mình là nó không đáp ứng được cho... các bà thì thế thì không sao, bởi vì thậm chí các bà cũng lại đang lo là chỉ 1-2 năm nữa là mình lại còn khô còn hạn, khéo không ông còn chán mình, tức là đôi bên cứ lo là không đáp ứng được cho nhau. Đàn ông thì có một câu nói đùa là không sợ mệt, không sợ mỏi mà chỉ sợ mềm. Đấy, phụ nữ thì bên kia cũng lo chứ, có tuổi mà chị chắc cũng phải ngót 50 đúng không? Chị ngót 50 rồi. Ngót 50 1-2 năm nữa rồi cũng chị là còn người khá đấy. Chứ nhiều người là chỉ độ 48 thôi là đã mãn kinh. Chị mà ngót 50 mà vẫn còn ngon lành, rồi duy trì cái cuộc sống vợ chồng được đến ngoài 50. Phụ nữ rồi đến một lúc thì mãn kinh thì cái nhu cầu nó còn suy giảm nữa. Thế mình đừng có lo quá. Phía người ta còn đang lo là cái nọ thế kia. Thế còn thực ra thì đúng mà vẫn còn đi làm ở tuổi này, mọi sự nó cũng đã chậm chạp. Rồi sức ép của công việc, rồi họp cơ quan, rồi bình bầu thi đua, rồi lại có mấy ông lại đồng nghiệp lại không hay chọc ngoáy vân vân, làm cho mình mệt mỏi lắm, cộng với sức khỏe tuổi tác, cho nên cái kia mà duy trì được là cũng đã tốt rồi, không được đòi hỏi mỹ mãn. Anh có thể nâng cao bằng cách thứ nhất là thôi thì công việc nó thế, buổi tối dành thời gian tập thể dục thể thao, ở cái tuổi mình chắc đi bộ đi bẹo một tí, nếu mà anh khá khá thì ở lại cơ quan đánh tennis thêm một ít
cầu lông cầu liếc này, giữ gìn cho sức khỏe, nó tránh trường hợp nó sa sút nhanh quá. Cái thứ hai nữa là nếu mà có nhậu nhiều thì nhậu vừa thôi, bởi vì nhậu thì nó cũng là một trong những tác nhân mà làm cho cái kia của mình nó cũng chỉ trệ đi. Hút thuốc lá cũng phải chăng. Mặc cái nạn thuốc lá bây giờ làm sao mà cai nữa. À vâng, duy trì hạn chế thôi chứ còn đến cái tuổi này cũng khó cai. Thì rồi cộng với việc là ăn uống cũng nói thế chứ cũng không cần ăn lắm thịt đâu, ăn vừa phải thôi, rau xanh rồi uống sinh tố, ăn hoa quả, tất cả những thứ để sao duy trì cho sức khỏe của mình thanh xuân nó kéo dài một chút nữa. Cộng với việc là ví dụ anh nói rằng là làm nó cứ không được dài tí cái nó xong, mình thì cũng nâng cao cái hiểu biết là quan hệ vợ chồng nó không phải là cái chuyện là cắm vào rồi núp ra là quay ra ngủ. Đôi khi buổi tối rung răng rung rẻ dắt bà đi cà phê, bà cũng giật mình thấy tươi, thế giờ này ông này cần rủ mình đi cà phê tối, thế xong lại đi bộ cùng nhau, xong về đôi khi cũng chỉ ôm thơm thơm nhau rồi, còn thì cái đoạn kia làm được bao nhiêu thì làm, tức là về mặt tinh thần nó thấy nó phấn khởi thì cái kia nó chỉ như cái thêm vào thôi, chứ mình đừng lấy cái đó làm mạnh, đúng không? Mình đã hiểu được cái thế yếu rồi thì phải lấy cái khác để mạnh để bù đi. Đong đưa một tí, vợ chồng thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật thì chở bà đi chạy ở giờ này thích đi ra biển chẳng hạn, thế là đèo xe máy được túc tắc vài chục cây, hai vợ chồng đi vi vu, nó thay đổi không khí đi, mà chị tươi tắn lên, buồn cười lên, thì sau đấy mình có khiếm khuyết một tí cũng dễ được bỏ qua lắm. Vâng, với những cái tư vấn của anh Đình Đoàn thì anh có thể là có những cách giải quyết cho chuyện tình cảm vợ chồng của mình. Chúc cho vợ chồng anh sẽ luôn hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn chương trình nhé, cảm ơn chương trình nhiều nhé. Vâng, chào anh, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đình Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nam. Alo. Alo. Vâng, chào thính giả gọi điện từ Hà Nam ạ. Anh có thể trình bày câu hỏi của mình ạ. Vâng, tháng 1 dương của năm ngoái, em đi làm thì trên đường đi là người là người ở cùng làng, không có xe đi thì em nghĩ là bây giờ không, mình đi một mình mà người ta đạp xe đi thì thôi, thì tôi cũng bảo là thôi đấy, nếu mà như thế thì nó khổ như thế thì nó vội, thì từ mai để xe đạp ở nhà rồi tôi cho đi nhờ, sáng tôi cho đi rồi chiều tôi cho về, thế mà chuyện qua đi qua lại thôi mà ít nhiều hai đứa cũng đi lại có lần hai lần mà bây giờ nó đẻ rồi, bây giờ nó cứ xóa vào cổ tôi và. Vâng, thế điều bây giờ anh muốn chương trình tư vấn là gì ạ? Thế tư vấn bây giờ bảo làm gì ở mức độ nhanh như thế, thế mà tôi đã bỏ vào trong Nam, tôi đi chăn vịt thuê rồi mà nó cố tình bây giờ nó tìm địa chỉ nó vào tận nơi được, vâng. Nó bắt cổ tôi là phải nuôi nó, vâng. Giờ mà tôi giờ tháng năm tôi lấy vợ rồi ạ. Vâng, tức là hiện nay thì anh băn khoăn không biết tại sao mà cô ấy có thai nhanh thế phải không ạ? Nhanh mà mới có lần hai lần chứ mấy. Vâng, thế bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn giúp anh nhé. Dạ vâng. Tôi chào bạn. Dạ vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay là cả tuổi đẻ là 41. À thế ạ, thế xin lỗi là bạn chưa kết hôn lần nào à? Chưa, đám cưới. Đang chuẩn bị lấy vợ đúng không? Tháng 5. Thế cái bạn gái mà bạn yêu ấy thì có biết cái câu chuyện với cái cô đi nhờ kia không? Bạn gái là chưa biết. Thế à, nguy hiểm quá nhỉ? Thế lý do lúc trốn vào trong miền Nam chăn vịt mà bạn gái không hỏi lý do vì sao à? Bạn gái hỏi có, vẫn bảo là đi vào trong Đắk Lắk này đi hái cà phê cho ông anh với ông bác được hơn năm rồi. Cuối năm rồi về rồi sang đầu năm là cưới. Nói là nói qua điện thoại thôi, còn đi trốn đi cũng biết có. Thực ra thì tôi phải nói với bạn rằng là cái chuyện là quan hệ qua lại một lần hay là nhiều lần hay là nó như thế nào ấy, thì cái việc nó có thai nó cũng không phụ thuộc nhiều vào cái chuyện là quan hệ một lần hay là hai lần hay là vài lần hay là nhiều lần nhá. Nếu cái thời điểm mà bạn qua lại với cái cô ấy mà nó đúng vào cái thời kỳ mà cô ấy rụng trứng thật thì chỉ cần một lần, thậm chí có những trường hợp mà còn không quan hệ xâm nhập mà nó còn có thai được cơ. Đấy, nó khó là như thế. Nhưng bây giờ thì theo tôi thì thế này. Thứ nhất là câu chuyện rất đáng tiếc nó cũng xảy ra rồi, đúng không? Mình thiếu kiểm soát có một phút thôi mà cuối cùng để bây giờ cái hậu quả nó rất là lớn. Trong khi mình chẳng yêu gì cái cô này, đúng không? Mà chỉ có đi nhờ như thế thôi. Chỉ đi nhờ xe thôi.
Thôi bây giờ thế thì cái lòng tốt của mình nó cũng đặt không đúng chỗ lắm, thế rồi mình thì lại một phút sơ sẩy, thành ra là nó hậu quả nó cũng lớn. Thế bây giờ việc quan trọng của bạn là xem có phải đứa bé đó là con bạn hay không mới là quan trọng nhất, đúng không? Đấy, thì có một cách rất là đơn giản, bạn phải đối mặt với cả cô ấy và làm xét nghiệm ADN cho cái đứa bé đấy nhá. Nếu như nó thực sự là con bạn thì bạn phải ngồi lại với mẹ nó để mà bàn cái phương hướng giải quyết, kể cả bạn không muốn kết hôn cùng cô ấy cũng vẫn được mà. Kết hôn nó là tự nguyện và không ép được bạn cả. Nhưng mà bạn phải có trách nhiệm với cái đứa bé nếu như nó thực sự là con của bạn. Thế còn nếu như cái đứa bé đấy nó không phải là con của bạn thì nó cũng là một cái bằng chứng để cho cô ấy không trói cổ bạn được, đúng không? Bây giờ cô ấy cứ cột cổ bạn mà bạn chẳng có bằng chứng gì cả thì cũng rất là khó. Thế thì thôi bây giờ mình cũng đã lỡ dại như thế rồi, chẳng may câu chuyện nó cũng xảy ra rồi, mình đành phải chấp nhận thôi nhá. Cũng không né tránh được đâu, không trốn được đâu. Không, em hỏi chị là xem, chị bảo xem có được không nhá. Ừ. Là thôi thì đằng nào nó cũng lỡ đều để cho sang năm em về với vợ. Thì em ngồi em nghĩ này thì cứ cho là con của mình đi, thì em vay ngân hàng đến 10 triệu em đưa lại cho nó rồi em cũng chấm dứt luôn. Cứ cho là con của tôi thì tôi nuôi. Đấy. Thực ra thì vấn đề nó không phải là 10 triệu. Bạn đưa cho cô ấy 10 triệu mà cô ấy không đồng ý chẳng hạn, hoặc cô ấy nhận tiền của bạn bây giờ sau đó cô ấy lại tiếp tục mang đứa bé đấy để bà bạn phải làm nhiều lý do khác nữa, thì lúc đấy bạn cũng không thể nào mà gọi là thoát được người ta đâu. Mà bạn phải có trách nhiệm nuôi em bé đấy đến năm 18 tuổi, đúng không ạ? Úi trời ơi, thế thì thôi, khi ông thả về bảo con người yêu và tôi đã thoát rồi, thế rồi còn cô chấp nhận lấy tôi thì chấp. Mà nó nghe cũng gần làng lắm, cách nào con một cây số rồi nó mình làm ông mày như thế thì chết tôi. Đúng rồi. Thực ra bây giờ cái câu chuyện này nó rất là khó xử cho bạn đấy, và nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, bây giờ mình cũng không thể né tránh được. Tất cả mọi thứ nó đã đặt ra bàn hết rồi, vì đứa bé nó đã sinh ra rồi. Nó chưa sinh ra thì nó lại là chuyện khác. Còn bây giờ việc đầu tiên là mình phải đi xem em bé có phải là con mình không nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho anh sẽ sớm giải quyết được chuyện của mình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Giang. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi là cái thai lưu, vừa rồi em bị thai lưu á. Vâng. Thì là em đi xử lý rồi, nhưng mà em muốn hỏi bác sĩ là cái nguyên nhân nó dẫn đến như thế và những cái lưu ý cho những lần có thai sau ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng ạ. Vâng, alo, tôi chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn? Năm nay em 25 ạ. 25 hả? Dạ vâng ạ. Tôi xin lỗi, là đây là thai lần đầu à? Dạ vâng ạ. Thế à, bạn kết hôn lâu chưa? Em kết hôn được 2 năm vừa. Kết hôn 2 năm, cũng đang mong lắm, thế mà nó lại bị sơ sẩy mất nhỉ? Vâng. Lúc mà không may ấy, thì thai bao nhiêu tuần em? Em nói với chị như này ạ. Cái mà em bị cái hành kinh đầu tiên của kỳ hành kinh cuối cùng á, thì nó vào là ngày 21 tháng 2 ạ. Thì đến hôm mùng 2 tháng 4 thì em đi chữa lần đầu tiên, thì bác sĩ bảo là cái thai này nó tương đương với 4 tuần. Thế xong bắt đầu 4 tuần sau đấy em lại đi siêu âm một lần nữa, thì bác sĩ bảo là chưa có tim thai. Thế xong bắt đầu đến 4 tuần sau nữa thì em đi siêu âm lần nữa, thì bác sĩ bảo là cái thai tương đương với 8 tuần thì là vẫn chưa có tim thai. Thế em coi là bàng hoàng hết cả người và không tin vào kết quả đấy, em lại đi siêu âm ở một chỗ nữa thì bác sĩ cũng bảo là không có tim thai. Thế đến ngay hôm sau là em xuống tận Bắc Giang em siêu âm, thì kết quả Bắc Giang cũng bảo là không có tim thai. Thì em vẫn không muốn tin vào cái kết quả như vậy, và em xuống tận phụ sản trung ương em siêu âm, thì bác sĩ bảo là vẫn là không có tim thai và thai ngưng hoạt động. Thế là bác sĩ quyết định là thai này là 99.9% là hỏng rồi. Bây giờ nếu mà gia đình muốn yên tâm thì là cách một ngày, sau một ngày nữa ra siêu âm và kiểm tra lại và thử máu lại thì là quyết định lúc đấy là bỏ hay là đẻ. Thì đến một ngày sau một ngày nữa em ra siêu âm thì bác sĩ cũng bảo là hôm nay thì là quyết định là 100% là thai là ngưng hoạt động rồi, mà vẫn không có tim thai thì là quyết định là bỏ. Tức là lúc đấy nó vào khoảng 8 tuần hả? Đấy là tính cái khối lượng nước ối thì tương đương khoảng 8 tuần. Nhưng mà bác sĩ tính ngày tắc kinh. Đấy, cho đến lúc đấy thì nó vào tương đương vào khoảng hơn 10 tuần rồi. À, thế à? Đấy.
thì bác sĩ bảo là vẫn không có tim thai mà là thai ngưng hoạt động. Ừ, thế là sau em bây giờ thì em đã hồi phục hoàn toàn chưa? À, bây giờ em hồi phục hoàn toàn rồi ạ. Thế là cũng mới cách đây khoảng độ 2-3 tháng nhỉ? Không, em mới làm cách đây độ 2 tuần. Đến mai bác sĩ bảo là ra Hà Nội kiểm tra lại lần nữa đây. Ừ, đấy. Thực ra cái nguyên nhân mà để gây sảy thai hoặc là thai lưu ấy thì nó rất nhiều nguyên nhân. Đấy, tập trung vào hai cái chính. Một là nguyên nhân xuất phát từ mẹ, hai là nguyên nhân xuất phát từ cái bào thai. Nguyên nhân từ mẹ, ví dụ như là có thể là do cái em có thể có một số các cái bệnh mãn tính gì đấy. Đây là chị đang nói tất cả các nguyên nhân thôi nhé. Em có thể sức khỏe của em không tốt, không đảm bảo, em có thể mắc một số các cái bệnh mãn tính gì đó. Hoặc là do cái nội tiết của em nó quá yếu cho nên là em có thể có thai. Thai làm tổ rồi nhưng nó cũng không đủ để nó nuôi dưỡng cái thai đấy. Và nó có thể dẫn đến cái tình trạng thai lưu hoặc là sảy thai. Thế rồi có thể là mình mắc một số các cái bệnh lý của cơ quan sinh dục. Ví dụ như là bệnh lý của tử cung chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Thế và về phía thai nhi ấy, thì có thể là thai nó có một cái nó kể cả nó đã được tạo thành hình thành nên rồi nhưng mà nó do những cái điều kiện nào đấy thì nó có thể nó không đảm bảo được cái sự phát triển ở trong tử cung, nó có thể gây ra thai lưu hoặc sảy thai. Ví dụ như là nó có dị tật này hay là nó có khiếm khuyết một cái gì đấy chẳng hạn thì nó đều có thể là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng đấy. Thực ra bây giờ mà để nói thật rõ ra là nguyên nhân là cái gì thì chị tin là kể cả bác sĩ sản em đi khám kiểu gì cũng không thể nói cho em biết được chi tiết là lý do vì sao mà em bị sảy thai. Bởi vì thậm chí là có những tới 50% chẳng có lý do gì cả. Nó không thể phát triển được, làm tổ và phát triển ở trong tử cung thì nó sẽ bị đẩy ra ngoài thôi nhá. Thế bây giờ thế này. Nhưng mà em cắt ngang lời chị một tí là em cái thai này bác sĩ lại kết luận là không có tim thai. Mà em lại hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có một cái dấu hiệu triệu chứng gì cả. Không có tim thai có nghĩa là cái thai đấy nó không thể phát triển để nó thành em bé được. À vâng. Ừ đấy. Thì đấy, cái tim thai là cái biểu hiện đầu tiên của sự sống để mà chứng minh là em bé có tồn tại, có phát triển hay không. Còn khi em bé không có tim thai thì nó chỉ hình thành đấy và nó như một cái túi ối, nó nằm ở trong tử cung của mình thôi. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng là cái em đang muốn hỏi là cái nguyên nhân vì sao mà không có tim thai ấy. Hay nói cách khác là cái nguyên nhân vì sao mà mình bị thai lưu như thế, đúng không? Thì tôi đã giải thích ở trên rồi. Thôi bây giờ thế này, thứ nhất là cũng không quá suy nghĩ làm gì. Bởi vì nếu mình suy nghĩ nhiều quá nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình trước mắt cũng như lâu dài. Vì em cũng mới được có 2-3 tuần. Thế bây giờ thì thứ nhất, nếu bác sĩ đã hẹn em khám thì em nên đi khám lại theo cái lịch hẹn của bác sĩ. Em nên đi khám lại để mà mình xem là theo dõi xem là nó có một cái bệnh lý gì không, bác sĩ cũng muốn như thế. Cái thứ hai là em vẫn phải kiêng cữ, gần như là tất nhiên nó cũng không phải kiêng nhiều như là lúc mình sinh đâu, nhưng mình cũng phải giữ gìn sức khỏe, mình cũng phải đảm bảo dinh dưỡng rồi ăn uống rồi chế độ làm việc, chế độ vệ sinh, kể cả chế độ quan hệ tình dục. Thế các cụ cũng đã ngày trước cũng đã nói rồi, một lần xa thì bằng 3 lần đẻ. Nhưng mà mình thì như thế này, đâm ra mình cũng rất là lo lắng ấy. Đấy, cho nên là cũng kiêng cữ một chút để cho nó cơ thể mình nó hồi phục lại sức khỏe nhanh. Em năm nay mới có 25 tuổi cho nên là mình có thể hồi phục rất là tốt, đôi khi mình dẫn đến chủ quan ấy thì sau này nó khó. Việc thứ ba nữa là kể cả tìm được nguyên nhân thì tốt, thì có thể điều trị được, hoặc không tìm được nguyên nhân gì thì em cũng không nên có thai ngay. Tốt nhất là em nên để khoảng ít nhất là khoảng 6 đến 8 tuần, hoặc là xa hơn nữa thì càng tốt, khoảng 3 tháng trở ra nhá. Thì mới nhất là 6 đến 8 tuần thì mới nên có thai. Đấy. Thế và trước khi có thai thì em phải đi kiểm tra sức khỏe tổng thể của em. Xem là em có vấn đề gì không, em có mắc một cái bệnh gì không. Chị phải nói rất rõ là mình đang 25 tuổi, có thể mình mắc một số những cái bệnh mãn tính hay là những cái bệnh gì đó mà mình không biết, nhưng nó không có biểu hiện lâm sàng cho nên mình nghĩ là mình rất khỏe, nhưng thực ra không phải là khỏe. Nếu có điều kiện thì chồng em cũng nên đi kiểm tra để xem cái chất lượng tinh trùng của anh ta có tốt không nhá. Và một cái điều nữa đó là em cần được tiêm phòng các loại vaccine trước khi em quyết định có thai. Nhá. Và nhớ là ví dụ những cái vaccine em cần phải tiêm như là sởi quai bị rubella hoặc là những cái vaccine phòng cúm
đấy. Hay là nếu có điều kiện thì em nên xét nghiệm viêm gan B xem em đã có bị nhiễm viêm gan B hay không. Đấy, nếu không thì cả chồng cũng nên xét nghiệm và tùy theo cái kết quả đấy để mình sẽ quyết định là mình có tiêm vaccine phòng viêm gan B hay không. Và nhớ là cái mũi khi em tiêm vaccine ý, thì cái mũi cuối cùng phải cách trước khi em có thai là 3 tháng. Tức là em muốn hỏi chị là ví dụ mình muốn tiêm những cái mũi tiêm phòng thế thì tiêm ở đâu hả chị? Em tiêm ở trung tâm y tế dự phòng của các tỉnh, thành phố đều có hết. Bây giờ trung tâm y tế dự phòng các huyện, xã, huyện ý, hoặc là quận là người ta cũng đã có rồi nhá. Bây giờ mọi người lại cứ bảo em là đi cắt thuốc nam thì em bảo không biết là cắt thuốc nam là cắt thuốc gì. Thuốc nam thì có nghĩa là thuốc đông y thì cũng có thể được, chủ yếu thuốc nam thì nó để hồi phục sức khỏe, nó bởi vì mình mỗi lần như thế thì mình cũng mất máu rồi mình cũng thần kinh mình cũng nó cũng bị ảnh hưởng, sức khỏe nó ảnh hưởng, tất cả những cái đấy nó chỉ mang tính chất là hồi phục lại sức khỏe cho em thôi nhá. Ừ, em muốn là những lần có thai sau mà nó không bị đơn giản như vậy thì là uống có nên uống thuốc gì, thuốc tây không hả chị? Thực ra quan trọng là em phải chuẩn bị tinh thần có một cái sức khỏe thật là tốt và tiêm vaccine như là chị nói đấy, chứ còn cũng không nhất thiết là phải uống cái nhiều cái loại gì cả đâu, vì em cũng còn rất trẻ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một em bé khỏe mạnh trong một thời gian gần đây. Cuộc điện thoại được gọi tới từ Quảng Ninh. Alo. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Nó bảo là như xưa tôi thanh niên thì tôi 22 tuổi rồi đi một lần thì quan hệ với cái gái ngoại dâm thì tôi nó để bỏ tôi chưa kịp quan hệ nó để bố tờ tay tôi ra mà một lần tôi chơi thùng bao cao su có ảnh hưởng gì sida gì thế ngoài chị. Vâng, câu hỏi của anh thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn? Vâng, năm nay 42 tuổi thì chị 42. Năm nay 42 rồi à? Vâng, có 2 cháu ạ. Hai cháu rồi à? Vâng. Những cái câu chuyện thời nông nổi ấy là nó cũng cách đây 20 năm rồi đúng không? Vâng, cách mười mấy 20 năm ạ. Mười mấy 20 năm rồi. Vâng. Lúc cái thời thanh niên khát khao với tình dục, khát khao của phụ nữ quá. Sao tự nhiên bây giờ lại nghĩ đến điều đấy vậy? Thì bây giờ thấy có lúc ở trong người nó cứ mệt sợ bây giờ hay là si đa có lúc thì trẻ nó có mụn đi sợ nghĩ vậy. Thế à? Vâng. Nếu như mà mình bị nhiễm HIV ấy, hay người ta gọi là người có hát, thì 20 năm nay anh không còn đủ thời gian để ngồi nói chuyện với chúng tôi như thế này. Khi mà anh không làm gì, không dự phòng gì, không có những hành vi tự bảo vệ mình nhá. Thế cho nên là yên tâm đi, không phải lo gì cả. Thế còn muốn biết là mình có nhiễm HIV hay không thì vô cùng là dễ. Bây giờ dễ lắm ý. Anh chỉ cần đến bất kỳ một cái bệnh viện nào tuyến huyện trở lên, anh có thể đề nghị được làm xét nghiệm HIV. Vâng. Đấy, là có thể biết ngay nhá. Vâng. Nếu mà xét nghiệm nhanh thì trong vòng 15-20 phút là anh biết ngay là anh có hay không. Chị ạ, thế bình thường nó hỏi em vào chứ kiểu quan hệ em mới sờ đồ nó lấy móng tay nó bấu tợt cái da em ra có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu đấy là người mà người ta có hát ý, mà người ta làm xây sát ở trên cơ thể của anh thì khi mà anh nếu mà chỉ qua móng tay thì nó không có khả năng làm lây nhiễm HIV, nhưng nếu như qua cái vết xây sát đấy anh có tiếp xúc với cả dịch tiết hoặc là dịch sinh dục của cái người có hát thì đấy là cái đường vào để có thể anh cũng có thể hôm nay nó thật mới chỉ là lúc quan hệ đi cái đứa nói chung là ở dưới nó không có tóc thì em mới vừa quan hệ vừa được cho vào khoảng là 5-3 phút nó xuất mà nó ra bao cao su thế xong rồi nó bỏ cho quan hệ tiếp nhưng mà chín mới khoảng là 15-20 phút nó mới lên được nó bỏ có khách rồi nó không cho quan hệ nữa cái đứa nó người nó ở cái gì đó. Ý tôi muốn nói là câu chuyện đấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi đúng không? Cái đây xong rồi biết rồi xong rồi cái đứa đầu tiên thì nó chơi bao cao su là nó rách bao và sau lúc em có vợ rồi mấy thằng ấy nó uống tí bia vào hôm máu quá thì đánh cờ anh bảo cái máu quá hôm thua thì có mấy trăm mới đến uống cốc bia thế gã máu quá thì không làm về vợ chỉ tức thì hôm mới lên thì mới quan hệ với đứa mà thì đang từ 2007 rồi với chị ơi. Tất cả những cái hành vi mà anh vừa mô tả ấy, quan hệ tình dục với gái mại dâm, quan hệ tình dục với những đối tượng có nguy cơ cao mà bao cao su bị thủng, bị rách hoặc là không sử dụng bao cao su thì đều được xếp vào là hành vi nguy cơ và đấy là những cái hành vi có thể làm lây nhiễm HIV nếu mình quan hệ với những cái người mà có hát. Nhưng tôi đã nói với anh rồi, tức là câu chuyện
của anh là nó cách đây phải đến hơn 10 năm rồi. Thế và anh lại có cả hai cháu rồi ấy. Thì cũng không ngại lắm, bởi vì là thường những cái năm mà gần như thế này á, thì những cái người phụ nữ khi mà người ta có thai á, hoặc là người ta sinh ở các cái bệnh viện, thì chúng tôi cũng hay khuyến cáo là sẽ làm xét nghiệm HIV. Đấy, cho nên là thì anh cũng không ngại lắm, ý tôi là thế. Đấy, nhưng mà để giải tỏa về mặt tâm lý ấy, thì nếu cần thiết anh có thể đi làm cái xét nghiệm HIV cũng được. Nhá. Chứ còn trường hợp của anh... của nó thấp phải không chị? Đúng rồi ạ. Vâng. Vâng, cái này là nhiễm sida nó phần trăm là ít được không? Đúng rồi. Nhá. Vâng. Ừ, thế nhá. Vâng, rồi. Cảm ơn chị nhá. Vâng, vâng. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Cuộc điện thoại được gọi tới từ Nam Định. Alo. Dạ alo. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ em muốn hỏi chương trình là chồng em rượu chè cờ bạc mà giờ đi cặp một em dâu họ, thì em muốn hỏi chương trình. Xin lỗi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mình năm nay 48. Vâng, và hiện nay thì cái điều mà chị nhận thấy thì đã lâu chưa ạ? Bắt đầu từ phát hiện ra thì nghi ngờ thì từ trong năm Tết dương lịch năm 18 này này. Là chị phát hiện ra cái con nên nó gọi đến số điện thoại của anh ấy, xong là chị cầm máy đi. Vâng, vậy thì chuyên gia tâm lý học của chương trình chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tiếp tục trò chuyện với chị và có những cái chia sẻ với chị nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Chồng thì hay cờ bạc này, xong rồi hay đánh đập mình đúng không? Xong rồi mình lấy chồng từ năm 92 đúng không nào? Bây giờ lại cặp với cả cô em dâu ở trong họ. Tình hình bây giờ như nào rồi? Em phát hiện ra từ hôm Tết, từ lúc trước em cũng muốn em bỏ, nhà em cũng muốn ở. Nhưng mọi người khuyên, thế nhưng mà thì em bảo là thôi thì giờ con nó lớn rồi thì cũng vẫn muốn chấp nhận. Em đi làm chỉ được một năm nay rồi. Bây giờ phát hiện được ra như thế, trước khi em đi làm thì cũng nghĩ là thôi mất chồng thì cũng phải chịu, vì còn thôi đi làm lấy tiền nuôi con. Cũng biết em phát hiện được ra tin nhắn thì em đã bảo nhà em là ý là anh cặp bồ. Thì nhà em nói tao thế đấy, mày nói hỗn đấy, mày ăn của tao đấy. Em là không gì thì ăn như thế, ý là đây là tôi biết là anh đã cặp bồ thì tôi muốn cho anh giải thoát, không gì thì vụng trộm, không gì phải lén nút thì giải thoát cho nhau. Em làm đơn nhiều lần rồi nhưng mà không ký. Thế thì em cũng bảo là đến lần vừa rồi này thì là phát hiện được ra cặp bồ như thế, thì em hỏi thăm rồi em lên mạng em tìm là không cần chữ ký cũng giải quyết được. Thì là em cũng làm đơn và nhà em cũng vẫn không ký. Nhưng anh em, chị em, nhà em cũng khuyên là thôi bây giờ phải cứ đi làm để nuôi con. Nói như thế thì kệ nó. Vẫn cứ khuyên em là không bỏ. Nhiều người nói thì nếu mà bảo thế nếu mà quyết định bỏ thì ý là nó quyết tâm thì cũng kệ, bây giờ lớn rồi cũng không dám khuyên là phải ở mà không dám khuyên là bỏ nữa. Vừa rồi con thì em đã đưa đi khám thì là bị bệnh máu nhiễm mỡ. Rồi thế thì nhiều người khuyên là bây giờ nó như thế này bỏ nó thì ý là thất đức hay thế nọ thế kia. Thế bây giờ như này nhá, tức là cái men gan cao mà máu nhiễm mỡ thì là anh chồng em cũng biết rồi. Vâng. Thế và em với anh ấy có ngồi trao đổi với nhau về cái tình hình bệnh tật cũng như là cái cuộc sống gia đình tiếp tục về sau như thế nào không? Em cũng chưa nói mấy vì em đi làm chỉ về được có công có việc gì mới về được mà về được có một ngày hai ngày thôi, nhưng mà để bắt đầu biết được bệnh á. Em chỉ hỏi con em đưa đi khám, em chỉ điện em hỏi con em không thèm hỏi nhà em. Rồi bây giờ nó là như này, chị hình dung là em có vẻ là cũng không còn tình cảm nhiều lắm với ông chồng của mình. Vâng. Đó, bởi vì ông ấy bị một cái, đó là ông ấy đã đánh đập mình này. Xong vâng. Rồi là ông ấy lại còn bầu bịch nữa. Vâng. Và mình đã có một cái ý định là ly hôn. Thế rồi vâng. Mình đã viết đơn, không phải là một lần, mà vài vâng. lần rồi. Vâng. Tuy nhiên thì anh ấy không ký. Thế vâng. Và em thì cũng có khá nhiều người, đặc biệt là anh chị em trong nhà mình đấy, khuyên là không nên bỏ. Cái lúc bình thường ấy cũng đã chưa đi đến được một cái quyết định rồi. Thế và trong một cái điều kiện như hiện nay thì nó lại làm cái điều kiện nó khá là nhạy cảm. Như em nói là nếu ví dụ như bây giờ mà mình dứt khoát là mình cứ bỏ thì có thể là mọi người sẽ nghĩ về việc là như thế là mình gọi là mình cái tâm của mình nó thế này thế kia, phải không? Thế nhưng mà nếu như mình đã không định bỏ hoặc là mình không định bỏ ngay bây giờ
thì cái việc mà nó gọi là tình nhưng đồng thời nó lại gọi là nghĩa ấy, em ạ. Có lẽ mình sẽ phải đối diện với nhau để mà cùng trao đổi về vấn đề này, xem là bệnh của anh như thế thì nó ra sao. Còn như em nói là em cũng chẳng buồn hỏi, em chỉ hỏi qua con thôi. Thế thì như thế tức là gần như mình cũng không quan tâm một tí nào. Ở đây chị cũng nghĩ là này, về mặt tình cảm có thể là em cảm thấy là lâu quá rồi, người ta đã bầu bịch này, người ta không quan tâm đến mình cho nên nó cũng bị phai nhạt rồi. Nhưng mà ở cái khía cạnh nó gọi là cái nghĩa vợ chồng á, thì có thể là mình sẽ làm nào để cho người ta hiểu được rằng là người ta hay nói là vợ chồng thì một ngày nên nghĩa mà, đúng không? Thế thì mình công việc làm ăn thì vẫn cần. Nhưng nếu bây giờ mà em cứ đi suốt và cả tháng có khi em về được 1-2 ngày thì rất là khó để có thể có những cái lúc nào đó mình ngồi lại với nhau, hoặc là mình thể hiện một cái sự chăm sóc của một người vợ. Và cái chuyện đó thì nó không hàm một cái ý là chăm sóc và như thế cũng có nghĩa là tôi vẫn ở với anh, mà lại còn phải xem là anh có thực tâm hối cải không. Nếu ví dụ bây giờ mà em mà quay về, em không đi làm nhiều nữa này, trò chuyện với nhau này, và anh ấy nói là thôi bây giờ anh cũng biết tội của anh rồi, anh không dám bầu bịch gì nữa, coi như là một lòng một dạ với vợ con em, thì em có tha thứ không? Nhưng nhà em biết được không bao giờ nhận lỗi. Em là bỏ bảo với em chồng nhà em con nhà bà cô ấy. Nếu nhà em biết sai thì anh ấy nhận lỗi với mẹ con tôi thì tôi sẽ tha thứ. Nhưng mà nhà em cái tính gia trưởng với lại cái biết sai nhưng không nhận để bảo với thằng em mà. Nếu giả sử tao có thế mà tao sai thì tự tao sửa, chứ tao không nhận lỗi trước mặt vợ con. Không, cái quan trọng là vấn đề có sửa không. Bởi vì hôm trước chị nhớ là mình cũng đã trao đổi với nhau về việc là có thể có những cái người đàn ông gọi là sĩ diện của người ta nó rất là lớn ấy. Thì bây giờ mà phải nói là ôi em ơi anh sai rồi hay con ơi bố sai rồi, người ta không nói ra. Nhưng người ta cứ âm thầm người ta thay đổi. Ví dụ như là người ta không còn đi với người phụ nữ nữa, người ta chỉn chu làm ăn, người ta quan tâm đến vợ, người ta quan tâm đến con. Thì đấy được xem như là những hành động thể hiện sự hối lỗi của người ta. Thì vấn đề là khi mà người ta đã có cái hành động hối lỗi như vậy, người ta kiên quyết, người ta từ bỏ những cái chuyện ở bên ngoài, thì về phía em có tha thứ không và tiếp tục cái cuộc hôn nhân này hay không? Thì cái này nó mới là cái quan trọng này. Thì ý em thế nào? Không, nếu như em nhà em ấy thì em cũng sẽ tha thứ. Bây giờ thì em cũng bảo với con em là thôi đi, mẹ cứ đi làm. Từ cái giờ đến giờ thì em nghĩ là chắc là cũng thôi không đi với con này nữa, vì nó nhà quê, chúng em là dân nhà quê thì đồn ầm làng lên cũng sẽ xấu hổ. Nó có một cái may mắn ở chỗ là mình sống trong một cái cộng đồng và cái dư luận xã hội mà nó vẫn có một cái tác dụng coi như là gọi là điều chỉnh mọi người. Như em nói là không phải như ngoài phố, ai biết việc nhà người đấy, cho nên là tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng mà ở đây nếu ví dụ như là có những cái việc mà mọi người bắt đầu có những cái điều bàn ra tán vào, thì cũng gọi là người mà còn biết xấu hổ, đúng không? Thì chị thấy như thế là có nhiều điều kiện thuận lợi để mình có thể là gìn giữ được cái cuộc hôn nhân này cho chính bản thân mình, cho chồng mình và cho các con. Nhưng nó đương cần một cái là gì? Là một cái lực tác động thêm, đó là người ta cảm nhận được là mặc dù mình có thể là có những cái sai lầm như thế, nhưng mà vào cái lúc mình đau ốm thì người vợ người ta vẫn có thể bỏ qua, người ta vẫn quay về, người ta chăm sóc mình. Thì ở đây chị nghĩ là đi làm như các em mà từ nhà mà lên trên Hà Nội này, rõ ràng là cái việc làm ra kinh tế nó hơn rất nhiều so với ở nhà quê. Chị biết như thế, kể cả mình buôn bán phế liệu hay mình đi làm giúp việc gia đình thì cái thu nhập nó cũng rất là cao. Ở nhà thì chẳng sờ đâu ra tiền. Thế nhưng mà nếu như cứ cả hai khỏe mạnh cả thì vấn đề nó khác. Nhưng còn khi mà nó đã có cái chuyện gọi là đau yếu ấy mà, có thể em dành nhiều thời gian hơn, cũng không đến mức mà mình không đi làm nữa. Nhưng ví dụ như là bình thường thì vài tuần mình mới về một lần. Đây có thể một tuần mình đi độ khoảng 3-4 buổi. Nam Định với Hà Nội thì chị thấy bây giờ đi lại nó cũng nhanh mà, đúng không? Em làm ở Bắc Ninh cơ.
mà làm em đi giúp việc gia đình cái nhà này, người ta không cho em về mấy. Không, thế thì thế này, thực ra là vấn đề nó lại là do sự lựa chọn của mình. Ví dụ mình đã lựa chọn công việc giúp việc gia đình thì chị cũng biết là nhiều nhà mà cứ có người giúp việc mà cứ xin về người ta cũng bực lắm. Vậy thì mình lại phải tính xem là hiện tại mình có phù hợp với cái việc là đi làm giúp việc không, hay mình lại phải chọn một cái công việc khác. Bởi vì chọn giúp việc gia đình là mình phải rất là chỉn chu với nhà người ta. Đấy là trong trường hợp mà em thật sự là không muốn chia tay thì đấy. Còn nếu như mà em thấy rằng là người này không thay đổi được đâu và em muốn gọi là thôi, gọi là đau khổ một lần cho nó xong, thì cái quyết định nó lại khác. Nhưng nếu mình còn băn khoăn thì theo chị, mình có thể dành cho nhau những tình nghĩa nhé. Ở đây nó không có thể, nó không phải là tình yêu đâu, nhưng nó gọi là cái nghĩa vợ chồng. Trên cơ sở đấy, nếu như là nhen nhóm lại được cái tình cảm vợ chồng thì tốt, mà nếu không tự em cũng cảm nhận được việc là mình có nên duy trì hay không. Và như thế nó liên quan đến việc là mình phải thay đổi công việc hiện nay của mình. Chứ nếu mình vẫn giữ việc là đi giúp việc gia đình thì rất khó em ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho chị sẽ có một gia đình thật là vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Chào em. Em cảm ơn chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Gia Lai. Alo. Em ở Gia Lai đây. Vâng, anh có thể trình bày câu hỏi của mình ạ. Bé em năm nay mới 11 tuổi mà sao có kinh đó chị? Giờ có ảnh hưởng gì sức khỏe không? Vâng, câu hỏi của anh thì chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn ạ. Xin mời chị Vũ Minh Phượng. Chào anh, con gái của anh 11 tuổi và đã có kinh rồi, và cha thì bây giờ thấy lo lắng quá. Sao dạo này nó lại có kinh sớm thế, đúng không ạ? Mới bắt đầu có kinh thì nó đã báo hiệu rằng là con là đã dậy thì rồi, đúng không ạ? Và thực ra thì ở cái lứa tuổi của con ấy thì cái việc dậy thì nó là hơi sớm một chút. Nó không có cố định vào một tuổi nào đấy, bởi vì nó còn tùy theo cái dinh dưỡng của gia đình ấy, tức là cái sự nuôi của gia đình ấy. Có những cái trẻ mà nó được nuôi nấng rồi ăn uống nó rất là tốt thì nó dậy thì sớm hơn các cái bạn đồng trang lứa của nó. Thế nhưng mà vào 11 tuổi thì chắc là mới có kinh nguyệt ạ. Mới có. Cho nên bây giờ công việc tiếp theo là giúp cho cháu biết chọn băng vệ sinh, biết giữ vệ sinh, tức là biết thay ấy ạ, và vệ sinh cá nhân cho nó thật chỉnh chu. Bởi vì nếu không thì 11 tuổi nói thế thôi chứ cũng chưa biết gì lắm, đúng không ạ? Nó ngô nghê và có thể dẫn đến cái chuyện gọi là viêm nhiễm đấy. Và theo dõi tiếp tục xem là cái chu kỳ kinh này con mình ấy nó ra kinh nguyệt mấy ngày. Bữa nay nó 3 ngày rồi. Bữa nay là 3 ngày, thế thì da có nhiều không? Dạ cũng nhiều quá chị. Một ngày thay mấy lần băng vệ sinh? Dạ thay mấy ba lần thì em không biết, nhưng mà mẹ về dẫn vô bên bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố. Rồi tốt. Vâng. Vừa dẫn đi khám rồi gì ạ? Dạ dẫn đi ngày hôm qua. Thế họ trả lời là gì ạ? Dạ mẹ cũng chưa về, mới là bố là chiều nay mới về. Mẹ dẫn đi hy vọng rằng là đi khám, người ta sẽ khám xem là cái việc dậy thì liệu đó có phải là bệnh lý ở đâu đó và chủ yếu là ở tuyến yên không. Nếu mà họ loại trừ ra cái việc đấy thì chỉ có thể là con mình nó dậy thì sớm và hướng dẫn vệ sinh giữ gìn. Và một cái rất quan trọng nữa là nói với con rằng không được cho bất cứ ai động vào cái bộ phận sinh dục của mình. Bởi vì bây giờ ví dụ như bị tấn công tình dục chẳng hạn là đã có thể có thai. Hai cái điều đấy cực kỳ quan trọng với con. Đấy là giữ vệ sinh cá nhân, là bảo vệ khỏi cái sự tấn công ấy ạ, những cái xâm hại tình dục. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Phú Thọ. Alo, thính giả gọi điện từ Phú Thọ phải không ạ? Vâng, chị có thể trình bày câu hỏi của mình ạ. Tôi và con trai tôi á thì cũng chỉ vì từ cái chỗ bênh vợ mà đánh tôi, rồi là bây giờ lại cứ hàng ngày đi về mặt cứ hầm hầm với tôi, gọi là đi về thì bây giờ chỉ đã thúng đụng nhưa về đến nhà tôi ăn riêng, tôi không ăn chung như ở cùng nhà, mà nhà là nhà của tôi. Như con tôi đi về thì động cái gì cứ coi như chửi bồ võng, chửi gì bậy, chửi tục là chúng mày, có nghĩa là cứ chửi chúng mày.
Thế tôi có nói thì bảo là tôi không nói mấy bà. À, tôi cạch cái mặt bà. Bà tôi bỏ bà từ giờ đến lúc chết. Tôi không thèm nhìn cái mặt bà làm gì. Thì tôi nghĩ tôi đau khổ, quá là đau khổ, không cái nỗi nào bằng. Mà tôi chỉ có mình tôi nuôi, hầu hà ăn học đến nơi đến chốn, hết trường nọ trường kia. Bây giờ lại còn đầu tư cho làm ăn chứ có phải không đâu, mà bây giờ coi tôi coi như dần dật tôi, chỉ nhục tôi, mạt sát tôi, nó quá nỗi. Tôi muốn tìm những cái chết quá, như tôi đang tranh đấu giữa cái chết với cái sống, đối với tôi nó quá khổ. Tôi nhờ chương trình cho tôi lời khuyên đi, cho tôi thoát ra được cái suy nghĩ ấy. Vâng, hiện nay thì bác rất là buồn về cái cách cư xử của con trai mình đối với mình, nó không được hiếu thuận đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ chia sẻ với bác và sẽ có những cái lời khuyên cho bác để xem là nên làm gì trong cái hoàn cảnh này ạ. Vâng, chào bác. Vâng, chào chị ạ. Vâng, tôi hỏi một chút này. Thế năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi 65 chị ạ. À vâng, 65. Thế anh con trai thì bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay nó 31 rồi chị ạ. À vâng, 31. Xin lỗi hỏi là thế bác trai nhà mình thì như nào ạ? Tôi thì tôi nói thật với chị này, tôi là phụ nữ đơn thân thôi. À vâng, bác là phụ nữ đơn thân và mình nuôi con từ bé thì đấy, cái hoàn cảnh của mình có thể nó cũng sẽ có một cái điều gì đó mà bản thân cháu nó lại chưa hiểu hết được. Thôi được rồi, như thế là phải xin chia sẻ với bác là bác rất vất vả đúng không ạ? Vì vâng, mình là phụ nữ đơn thân, mình nuôi con, và như bác nói là mình còn đầu tư để cho con học hết trường này trường kia. Như thế là mình cũng rất hết lòng vì con rồi. Thế nhưng mà ở đây đấy thì nó có một cái việc mà như bác nói, đó là bênh vợ và lại còn đánh mẹ. Thì bác có thể cho biết một cách cụ thể hơn về việc là cái sự kiện nó diễn ra như thế nào không? Vợ nó thì là một con người rất loang toàng, luộm thuộm. Ở nhà thì mẹ con thì cũng va chạm nhau, có đều đi tiếng lại là cãi chửi nhau. À vâng. Vâng, thế rồi xong thì là chồng thì đi làm vắng về, tôi kể lại thì bênh vợ thì thật ra như thế này này. Thì bây giờ nó bảo là tôi nó không đánh tôi, nhưng đúng ra là cái nó đang hầm hầm nó chạy ở ngoài giếng, nó chạy vào là hai tay nó ôm lấy đầu tôi, nó lật ngửa mặt tôi lên chị ạ. Vâng. Nó lật ngửa mặt tôi lên thì nó lại bảo là rõ ràng cái lần nữa mình mặt lên, nó nói, nó bảo bà giết tôi đi, nó nghiến răng nghiến lợi vào. Thế là nó vặn dạo rồi nó làm tôi coi như là người tím bầm hết cánh tay và bên sườn và bên ngực vào. Xong tôi đi khám thì coi như bảo nó chỉ giãn cơ thôi, xương không bận gì. Mà đến nay là gần 3 tháng rồi tôi vẫn còn đau như thế. Như mà tôi bảo là thôi nó về thì nhé, bây giờ mặt nó cứ hầm hầm ra thì tôi đến nỗi là tôi phải chịu lún. Hôm qua này tôi bảo thôi có gì mẹ cũng sai cho mẹ xin lỗi, bởi vì là chị này tôi nghĩ là tôi không có gì là sai, như tôi chỉ muốn là thôi cũng chẳng đi đằng nào mà thiệt, thì mẹ con đi về nhìn thấy nhau còn có câu nọ câu kia nó vui vẻ, chứ chả để nó cứ như là như cái bóng ấy thôi. Thì tôi chán tôi buồn, thế như nó bảo là không bao giờ tôi tha thứ cho bà. Thế thì tôi bảo là nếu được tao chỉ xin lỗi mày lần thế thôi, là tao cũng chịu lún thôi, chứ còn thì nhẽ mày mới phải là người xin lỗi tao kia, tôi bảo thế. Vâng, thực ra mình nuôi con rất là vất vả chị ạ, như hoàn cảnh của chị. Thế mà rồi lại đến lúc xảy ra một cái chuyện như này cũng rất là đáng tiếc. Và tôi cũng rất là chia sẻ với chị, chắc chắn là trong thâm tâm chị buồn và khổ tâm lắm. Bởi vì mình cũng mong là mình nuôi con thì rồi con nó sẽ biết, rồi nó hiếu thuận với mình. Thế nhưng ở đây thì nó có một cái sự kiện, đó là chị và con dâu nhà mình nó lại xảy ra một cái chuyện. Thì cũng có thể là trong cái câu chuyện của mẹ chồng và nàng dâu thì nó đã xảy đến cái vấn đề nó lớn và dẫn đến cái việc là người con trai không bằng lòng với mẹ và cảm thấy là không chấp nhận được. Thì tôi thấy là như này, như chị nói là cũng chỉ xin lỗi một lần thôi và không xin lỗi thêm một lần nữa. Nhưng mà như thế ở đây là giữa mẹ và con ấy thì không có được một cái sự đồng thuận chị ạ. Thế cho nên nếu như bây giờ mà chỉ có tôi và chị nói chuyện với nhau thì có thể sẽ rất là khó, bởi vì không có cháu ở đây nên không thể biết được là thật sự là cái suy nghĩ của cháu nó như thế nào. Thế rồi cũng lại không có cả vợ của cháu nữa, nên cái sự tình, cái công việc
câu chuyện nó ra làm sao. Nếu ví dụ như bây giờ như chị nói là chị thấy mình chẳng sai, con rõ ràng là nó có việc là nó túm lấy chị, rồi tuy là nó không đánh nhưng nó cũng làm cho chị là thâm tím mình mẩy, như thế tức là cũng có ảnh hưởng sức khỏe. Thế mà nếu chỉ đơn phương là mình nói rằng là mình xin lỗi thì cũng có thể cháu nó lại không hiểu được là cái việc làm của cháu như thế là đúng hay là sai. Cho nên trong trường hợp này đấy, thì tôi nghĩ có lẽ chị nên trao đổi với một ai đó ở trong họ hàng nhà mình và lại có uy tín, và có thể là cháu nó nghe lời ạ, để làm sao có một cái cuộc nói chuyện mà có cả mẹ cả con, và người đó như là một cái người gọi là cầm trịch ý chị. Vâng, để cho hai mẹ con có thể nói ra được cái suy nghĩ của mình. Cháu nó thấy rằng là à, chỗ này là tại sao mẹ lại làm như thế, tại sao mẹ lại nói vợ con như thế chẳng hạn. Hay là chị thì có thể nói với cháu rằng là đấy, câu chuyện nó chỉ có như thế thôi, mà con chưa nghe cho nó rõ đầu đuôi, con lại như thế này. Mình có thể được bày tỏ được hết. Chị ơi, tôi ngang lời tí, nó như thế này. Vâng. Này, bây giờ tôi bảo ai, nó lại càng hùng hổ thêm, nó lại thằng này lại một mình, nó một cá tính như thế kia chị ạ. Tôi ngắt lời một chút là, vậy có nghĩa là từ xưa đến nay, cháu nó muốn cái gì thì chị cũng lại chiều theo ý của nó à? Chứ chị không thể nắn được cháu à? Không chiều theo nó thì chết với nó chị ạ. Vâng. Đấy là một điều khó. Tại vì sao ạ? Tại vì thông thường, tuy mình là người phụ nữ, nhưng mà mình sẽ phải có một cái uy đối với con. Tức là mình nói nhẹ thì con nó cũng lắng nghe. Trong trường hợp của chị thì có vẻ như là chị cũng đã chiều theo cháu từ rất là lâu rồi. Vâng. Mà mình thuận theo ý của cháu nhiều quá. Đúng không ạ? Thế vâng. Thì vâng. Vậy thì nói lý là hơi khó đấy. Có thể sẽ phải dùng cái thủ thỉ về mặt tình cảm. Tức là vào những cái lúc nào đấy nhẹ nhàng thì chị cũng nói để cho cháu hiểu là chị không có một cái mong muốn gì hơn là mẹ con hòa thuận, và tất cả cái sự yêu thương hay tình cảm của chị thì chị đều dành cho cháu cả rồi. Chỉ mong làm sao cháu nó hiểu cái điều đấy để mà mẹ con sống hòa thuận với nhau. Chị ạ, thế còn cái chuyện mà chị ban nãy chị có nói là tôi đang nghĩ là không biết nên sống hay nên chết ý, thì tôi cũng rất muốn nói với chị là trong tất cả mọi trường hợp thì cái chết không bao giờ được coi là một cách giải quyết. Bởi vì là người ta giải quyết cách A không được thì người ta giải quyết cách B. Nhưng mà cái chết thì không bao giờ có sự làm lại được. Có đúng không ạ? Chẳng bao giờ thử lại được. Cho nên là xin được nói với chị là việc chết là không được chọn rồi. Đúng không? Và nếu như mình chết thì nói thật là này, mình cũng để cho con nó cũng khổ đấy. Đúng không? Đấy, nghĩ đi thì lại nghĩ lại. Thôi thì mình cũng đã thương con suốt cả cuộc đời rồi. Thì có lẽ là bây giờ mình cũng sẽ cố gắng làm sao. Thế và đặc biệt là như này, mình có nhiều nhận gì đâu. Mình là mẹ đơn thân, có mỗi một thằng con trai. Thế nó lấy vợ, nó có ở với mình. Có hai thằng chị ạ. À thế à, có hai thằng. Còn thằng thì... năm nay 41 tuổi nữa. Vâng, thế thì cái anh 41 tuổi đấy thì như thế nào? Nó đối xử ra làm sao? Thì cũng láo ạ. Thế à, thế thì vất vả đúng không ạ? Thế vất nhưng mà quá vất vả. Vâng, luôn quá vất vả. Tôi xin chia sẻ với chị. Nhưng mà thôi bây giờ làm nào được, mình đẻ ra các con thì bây giờ gọi là nó được như thế nào thì cái đấy mình sẽ được nhờ như thế. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm sao mà để... Đấy, chị ơi, hôm nó xuống cái đầu tôi, nó giật ngửa mặt tôi lên, nó bảo bà chết thì bà chết ngay đi để cho tôi sống. Đấy. Đấy, nói như thế thì đúng là nó tàn tệ quá. Thế nhưng mà... thôi bây giờ như này. Mình... như chị nói là cái nhà này là nhà của chị, đúng không ạ? Vâng ạ, toàn bộ của tôi ạ. Vâng. Vậy... mình có thể chọn một phương án là mình sẽ ở riêng được không? Hay không, là vẫn ở riêng chị ạ, tức là chung nhà thôi, nhưng mà không riêng, kinh tế riêng. Đúng là kinh tế riêng, nhưng mà thế này này, tức là cháu nó phải biết rằng là cái nhà đấy thì là cái nhà mà mình làm nên, đúng không? Vâng. Và nó đương phải gọi là cậy nhờ vào mình. Thế mà không biết là cháu nó có hiểu được cái điều đấy không? Thì có lẽ là cái này mình cũng phải trao đổi nhẹ nhàng ở mức độ nào đó để cho cháu nó hiểu. Và nhưng mà cũng lại phải nói luôn là thực ra cháu nó cũng bướng, đúng không ạ?
và rồi, chị khó thì lắm. Bây giờ tôi chỉ rồi. Sống hay chết là tự tôi thôi. Không, không nói đến chuyện chết là không được bàn rồi, đúng không ạ? Mình phải sống, nhưng mà mình tìm ra một cách sống nào đó nó tích cực. Nếu như mình đã ăn riêng thì có lẽ là những cái công việc mà dụ như lôi thôi hay luộm thuộm của cô vợ ấy thì mình cũng không để ý nhiều nữa, vì mình ăn riêng mà, phải không ạ? Vâng, tôi nghĩ như vậy. Tức là mình có thể nhìn thấy, nếu như mà con nó mà nghe lời thì mình góp ý. Còn trong trường hợp mà nó không nghe lời thì có lẽ là thôi mình biết vậy thôi. Còn mình sẽ tìm ra những cái gì là cái niềm vui của mình. Vì cơm mình ăn mà, áo mình mặc mà, nhà mình ở. Và chắc chắn là mình cũng sẽ có những cái người bạn tâm tình, những người họ hàng mà họ rất là tốt với mình. Thì mình sẽ tìm niềm vui ở những mối quan hệ đó. Thì khi đấy chị sẽ cảm thấy rằng là mọi điều nó gọi là thoáng hơn ra, nó thoải mái hơn. Và có thể khi đó cháu nó lại nhìn nhận cái mối quan hệ nó trở nên tích cực hơn. Nó không còn cảm thấy là mình né nét nó quá. Chị vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Vâng, alo, em chào chị ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, em phát hiện ra mình bị u vú hai bên cách đây được 3 tháng rồi ạ. Vâng. Và cách đây hơn 1 tuần lại phát hiện ra là em lại có em bé ạ. Vâng. Bây giờ em đang hoang mang. Vâng, rất là lo lắng cái tình trạng mà sức khỏe của mình, như là có u ở vú thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe bà mẹ và em bé không, đúng không ạ? Vâng. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Chị chào em. Vâng, em khi chị em phát hiện ra em có u ở ngực ý, thì vâng, chắc là nó nhỏ à? Không, em của em nó đã là 10x16mm cả hai bên rồi đấy. Tức là em đi khám ở đâu đấy rồi, đúng không? Em đi xuống viện ca. Rồi, thế họ tư vấn em cái gì? Bác sĩ khuyên em là mổ bóc tách ạ. À, mổ bóc tách. Họ có chọc sinh thiết tế bào không em? Có chị ạ. Họ bảo sao? Họ bảo là lành tính ạ. À, lành tính. Họ tư vấn là bóc tách nó đi. Thế cách đây 3 tháng rồi sao không làm? Thì thực ra là mọi người cũng tư vấn cho em là thôi đừng có mổ, tại vì là nó động dao kéo vào thì sợ nó nhảy, thì em về em theo thuốc nam, em uống thuốc nam vâng. Rồi, à, thế thì bây giờ cái việc mà bóc tách và với cái kích thước của cái u đấy nó nhỏ ấy, nó đơn giản thế thôi mà. Nhẽ ra nghe theo bác sĩ thì nó ngon lành rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là lại có thai. Em đến lại viện ca và nếu gặp lại được bác sĩ trước ấy, hoặc bác sĩ nào cũng được, thì em cũng kể là cách đây 3 tháng như thế, kích thước nó như thế, họ sẽ xem lại cái hồ sơ 3 tháng và bây giờ nó có to lên không, để họ tiên lượng cái u nó như thế nào thôi. Em có thể đặt thẳng câu hỏi rằng là trước thì bác sĩ có tư vấn là bóc tách nó đi, nhưng giờ do em cứ chù trừ, em sợ cho nên em chưa bóc. Bây giờ em lại muốn bóc, nhưng em lại phát hiện ra là em có thai 1 tháng rồi. Trước sau em cũng sẽ bóc, nhưng mà nếu cứ để nó để em đẻ xong con thì em mới làm. Bóc đi thì có ảnh hưởng gì không? Hoặc là nếu bây giờ em bóc tách nó đi thì cái việc bóc tách có gây mê, có làm gì để ảnh hưởng cái thai không? Hai câu hỏi đấy em không hỏi. Nếu bác sĩ không quan tâm thì em có thể đặt ra câu hỏi. Có thể khi nó rất là nhỏ, người ta chỉ gây tê và người ta bóc nó ra, nó chả ảnh hưởng đến cái thai của em. Thì khi đấy nó sẽ giải quyết được một cái lo lắng luôn luôn thường trực trong đầu em. Thì cái việc mà nuôi cái thai ấy, và sau này tinh thần của em nó bớt đi một gánh nặng. Nhưng nếu bác sĩ nói là ô không được, nếu mà mổ bây giờ thì nó ảnh hưởng đến thai, thì lúc đấy em phải cân nhắc em nhé. Bởi vì phải khám thì mới có được một cái hướng điều trị nó cụ thể, để xem là cái u này nó có lớn lên nhanh không, để nó ảnh hưởng đến tuyến sữa của em không. Có thế thôi. Nếu mà nó lại không lớn lên, nó cứ thế, nó cứ như là cái hạch ở đấy thôi, kệ nó đi, có con xong rồi giải quyết sau. Nhưng mà nên đi khám lại và để được khám và tư vấn cho nó rất là cụ thể nhá. Vâng, cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Đắk Lắk. Alo. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em yêu một người bạn gái được 2 năm rồi chị ơi. Mới cách đây 2 ngày em xuống nhà cô ấy
để em thưa chuyện với cả bố mẹ cô ấy để em được đi lại á. Vâng. Mà bố mẹ cô ấy không đồng ý, về bố mẹ cô ấy với cả cô ấy có cãi nhau gì không thì không biết ấy. Mà cô bỏ nhà cô đi mấy ngày nay lên Sài Gòn rồi. Mà cô cứ điện cho em là bây giờ là bỏ nhà đi lên trên đấy, nếu thương cô ấy thì bỏ nhà lên trên đấy sống cùng với cô ấy, mà công việc của em bây giờ thì không thể bỏ nhà đi được, tại vì em giờ một mình một xe mà chạy xe đường dài thì không thể bỏ nhà đi được, không biết làm sao ạ. Vâng, câu chuyện của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái lời khuyên dành cho bạn nhé. Chị chào em. Rồi, nếu mà bây giờ mà bạn gái đương bỏ nhà đi thì nó cũng làm cái tình huống khiến mình băn khoăn đấy, đúng không? Rồi, đúng là không biết nghĩ như thế nào. Chỉ có điều là cô bạn gái của em thì lại muốn là em cũng đi lên Sài Gòn rồi là sống cùng và không quan tâm gì đến cái ý kiến của cha mẹ cả. Em có lên Sài Gòn tối hôm qua rồi nhưng mà em mới về rồi, nhưng mà cái việc cô ấy nói em lên Sài Gòn để sống thì lại không phải là cô ấy nói như vậy, mà cô lại bảo em như này. Có nghĩa là lên ý cô của cô ấy là người yêu em là ý là con cái là hai đứa ở với nhau để có, nói chung là có muốn có bầu, muốn ngủ với nhau để có bầu để ép buộc bố mẹ cô ấy cưới. Mà em thì em cái giải pháp đấy đối với em thì em cảm thấy nó không hợp lý, nên là em đi về. Em bảo thôi, nếu mà thực sự thương anh thì có thể đợi để anh thuyết phục bố mẹ của em một lần nữa. Mà người yêu em có vẻ không nghe, cứ nói này, ngày nay cứ điện cho em rất nhiều cuộc của em đang chạy xe, rất là không biết là thế nào, cứ bảo là nếu mà không lên nữa là tự tử. Không biết là thế nào. Vì thế nên em rất là lo lắng. Chị cũng chia sẻ với em điều này, nhưng mà chị cũng thấy là cái cách mà em suy nghĩ như thế là em rất chín chắn. Mình không thể là dùng một cái cách là có bầu để mà ép bố mẹ. Vì mới chỉ có một lần mà em lên gặp ông bà để thưa chuyện thôi, và ông bà chưa đồng ý. Mình đã có nhiều lần đâu. Cho nên là em nói là em nên để cho em có thời gian. Thì chị nghĩ là trong trường hợp này đấy là một cái suy nghĩ mà nó thể hiện một cái người con trai có suy nghĩ chín chắn đấy. Nhưng có thể là cô bạn gái của em trong cái quãng thời gian cách đây mấy hôm ở gia đình, trong cái câu chuyện với bố mẹ đấy, nó có những cái gì nó bức xúc quá. Cho nên là mới nảy ra cái suy nghĩ như thế. Thì bây giờ nếu em đang chạy xe mà người yêu cứ gọi điện liên tục, thì chị thấy là việc mà mình không nghe thì mình lại lo lắng, bởi vì nó có liên quan đến cái sức khỏe của cái cô gái này. Cho nên là mà em tắt máy thì không được chị ạ, tại vì số điện thoại mình làm ăn. Số điện thoại thì mình lại làm ăn. Với cả thực ra là trong lòng em rất lo. Chị đoán như vậy. Cô gái này thì là người yêu của em, nhưng mà đương là con của gia đình bên kia. Vì vậy sự an nguy của cô gái này cũng rất quan trọng. Em sợ em lại liên quan đến pháp luật. Em có cái lo lắng như thế thì chị thấy nó cũng hợp lý. Em trước hết là em phải nói với cô gái về việc là dù bất cứ tình huống nào cũng không bao giờ được nghĩ đến cái làm hại bản thân, bởi vì cái điều đó là nó hết sức nguy hiểm, và như thế là cái cô gái đó nó sẽ không có gọi là thương gì đến bố mẹ cả. Đấy. Em khuyên rồi. Em khuyên rồi, nhưng em sẽ phải làm sao để cho cô ấy hình dung rằng việc mà cô bỏ nhà ra đi thì cũng đã làm cho gia đình rất lo lắng, đúng không? Làm cho gia đình rất lo lắng. Bây giờ mình nói chuyện sai đúng ấy mà, thì nó sẽ làm cho cái người đối diện với mình hay có một cái tâm lý nó tiêu cực. Mình làm một việc gì đó mà bị ai nhận xét là ôi sao lại làm thế, sai rồi, hay là đúng, hay là không được. Nhưng mình có thể nói về việc là cái cách làm của em thì khiến cho bố mẹ rất là lo, và bản thân anh hiện nay anh cũng rất là lo. Tức là mình hãy bày tỏ những cái mang tính chất về mặt tình cảm nhiều hơn là những cái mà nó mang tính chất lý lẽ, hay là mình gọi là phán xét người ta về mặt chuyện là có lỗi hay không.
Nhưng mà mình bộc lộ sự lo lắng để cho cô ấy cũng hiểu được rằng là nếu cô ấy mà làm một cái gì đó thì nó ảnh hưởng đến cả mình và ảnh hưởng đến cả bố mẹ ở nhà. Và em nếu đứng trước cái việc là khuyên cô đấy mà cô đấy không nghe lời thì em có thể nói với cô đấy về việc là em sẽ phải thông tin với bố mẹ cô đấy về chuyện là cô đấy có những ý định nó không tốt, nó nguy hiểm cho sức khỏe. Tối nói thật cho chị Mùi là tối qua em có đến nhà bố mẹ cô ấy hỏi một lần nữa. Rồi em chỉ hỏi như này là hai bác ạ, thì cháu yêu em được 2 năm rồi mà cháu hai bác không ý, thì hai bác cho cháu xin một cái ý kiến gì để có thể là cháu sai hay là con người cháu như thế nào để tôi giúp trách nhiệm. Thì em lại thấy bố mẹ cô ấy chỉ bảo em là như này là cháu là dân lái xe chạy xe là hai bác không thể giao con gái có được. Thì em cũng chỉ bảo là bác ạ, dân lái xe thì đúng là cũng có nhiều người, rất là nhiều vợ hay là rất là có nhiều người yêu năng nhăng dọc đường, nhưng mà không phải là ai cũng vậy bác ạ. Em cũng nói vậy nhưng mà bố mẹ cô ấy có vẻ ở đây nó đương có thêm một việc nữa, đó là cái định kiến của bố mẹ cô đấy về nghề nghiệp của em và lại nói ra và khiến cho em đang cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên nếu bây giờ mà mình mắc vào cái việc này thì tự dưng cái việc kia, việc quan trọng hơn mình lại không quan tâm được. Vì thế có thể tạm thời mình sẽ hãy để cái việc ý sang một bên. Bởi vì cái định kiến đối với lái xe thì cũng không phải chỉ có bố mẹ cô này có đâu, cũng có một số người có định kiến như vậy. Mỗi người làm nghề nghiệp A hoặc B thì đều vấp phải những cái định kiến ở bên ngoài xã hội. Cái điều đấy mình làm người đàn ông mình cho nó tạm thời hãng xếp nó sang bên. Bây giờ mình đánh giá với nhau về cái việc nào là quan trọng thì mình đánh giá là cái sức khỏe của cô gái này, sự an nguy của cô gái này đang là một cái mà khiến cho em rất lo lắng. Vì thế nên là nếu các bác nói như thế, thôi các bác, cháu cũng chẳng biết nói như thế nào, thì các bác nói sao thì cháu cũng phải chịu như vậy thôi. Nhưng hiện tại cháu đang rất là lo lắng cho em. Em phải đi Sài Gòn chuyến nữa rồi. cái điều đấy đấy thì em tự quyết định thôi, là nếu có điều kiện thì có thể em sẽ phải đi Sài Gòn khuyên giải để cho người yêu hiểu là lúc nào em cũng yêu cô đấy và em không có sự thay đổi nào hết. Cô đấy cứ yên tâm. Em bây giờ cái này lại còn về bên gia đình em nữa, nó mới đau đầu. Tại vì hai bác ấy không đồng ý chứ em thì thôi, hai bác lại còn gặp trực tiếp bố em, nói là ông về ông nói với thằng con nhà ông là đừng có xuống dưới nhà tôi nữa, đừng có quan hệ với con tôi nữa. Đâm ra em lại bị bên áp lực của đúng gia là nữa. Cùng một lúc mà nhiều việc như này nó rất là mệt mỏi, nhưng mình phải biết chọn ra cái mục tiêu ưu tiên. Bản thân em có thể là gì, thôi hẳn dẹp bỏ cái tự ái đi, và em cũng xin với bố mẹ em là thôi bây giờ nó đương vào cái lúc như này, con còn đương lo một việc nhiều lắm, cho nên là nếu giả dụ bên người ta con nói cái câu gì thì thôi bố mẹ cũng bớt giận để cho con lo cái việc này. Và con đương là lái xe, con đi đường phải tĩnh tâm, bố mẹ tạo điều kiện cho con, thì chị nghĩ là bố mẹ chắc là cũng sẽ không làm cho em phải phân tâm nhiều đâu. Và em nên nói với người yêu là trong trường hợp này cái an nguy của cái cô gái rất quan trọng, và nếu cô gái không hiểu ra vấn đề thì em phải nói với bố mẹ cô đấy, bởi vì nếu không em sẽ là người chịu trách nhiệm thì khi đó rất là mệt mỏi. Nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi nhé. Vâng, qua chương trình thì em cảm ơn cả các chuyên gia. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, vâng, chào em. Vâng, chào bạn. Cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo. Dạ vâng, alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ vâng, em đang muốn hỏi về sức khỏe sinh sản chị ạ. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi ạ. Dạ vâng, vợ em năm nay vừa mới sinh cháu, được cháu thứ hai được 10 tháng, sinh mổ đẻ. Vâng. Cháu lớn thì cũng sinh mổ đẻ đi, em mổ hai đẻ 2 lần rồi. Bây giờ em lại vỡ kế hoạch là có thêm một cháu nữa, thứ ba. Thì em muốn các bác sĩ tư vấn cho em về cái sức khỏe và sinh sản nhà em bây giờ nào. Vâng, hiện nay thì rất là lo lắng cho sức khỏe của vợ đúng không ạ? Đang mang thai đứa thứ ba mà 2 lần trước đều là mổ đẻ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé.
Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Cái thai lần này là mấy tháng tuổi em? Dạ, thai thứ ba bây giờ được 9 tuần rồi ạ. Được 9 tuần, tức là hơn 2 tháng rồi hả? Vâng ạ, do là cái là cái sức khỏe của rồi, sức khỏe thì rõ ràng rằng là cái người phụ nữ vẫn còn đang rất vất vả để nuôi cái em bé 10 tháng, rất là yếu và lại còn là mồ đẻ nữa. Thế cho nên là nó, sức khỏe nói tóm lại là chưa ổn, chưa phục hồi sau một cái ca đẻ cháu thứ hai. Bây giờ lại có 9 tuần. Bây giờ nhiều người cũng đi kiểm tra, em đi kiểm tra các phòng khám ấy. Và cũng gia đình hai bên cũng có nhiều người cũng khuyên bảo là không nên giữ cái thai này, sợ là có nguy hiểm cho người mẹ là khi thai to cuối, sợ là vàng to nó sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như là vỡ dạ con và vỡ dạ con ấy, và đấy, xong rồi hướng khác thì em rất là lo. Đó, họ tư vấn rồi, bởi vì 10 tháng thì cái vết sẹo, cái mổ ở dạ con ấy nó cũng chưa phục hồi hẳn. Thôi thì cái gọi sức khỏe chung nó yếu đi thì ăn uống lên, bồi dưỡng lên, tẩm bổ lên nó có thể khắc phục được. Nhưng mà cái chính là cái dạ con bây giờ cái thai vẫn còn bé xíu thì chưa ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà càng to lên, khi mà em bé càng lớn thì cái thai càng phải giãn nở. Và ở cái sẹo mà mổ của dạ con ấy, liệu nó đã liền hẳn chưa, hay là đến lúc nó to quá, nó nở, nó giãn to quá và cái vết sẹo đấy nó bục ra nhá. Em muốn hỏi bây giờ em muốn đi kiểm tra những cái đấy thì theo bác sĩ tư vấn. Em có thể đến, em ở Bắc Giang, bệnh viện Bắc Giang chị biết là cũng có cái khoa sản ấy khá tốt. Thế còn nếu như mà em lại muốn tư vấn chuyên khoa sâu, nhưng mà phải rất là nhanh lên, bởi vì cái thai càng lớn thì cái việc giải quyết nó càng khó đấy nhá. Thì em có thể lên Hà Nội như là bệnh viện phụ sản trung ương ấy, bởi vì thời gian với các em là cần, cho nên là họ có cái khám dịch vụ, thì mình lên mình khám dịch vụ, nó ở cái đường Hai Bà Trưng ấy, thì khám và người ta sẽ đánh giá được là cái dạ con rồi cái sẹo nó như thế nào rồi em bé như thế nào. Sau khi khám xét xong người ta sẽ cho cái tư vấn. Còn tư vấn là tất cả là đều có thể. Việc còn lại là do em quyết định. Mình có chấp nhận cái sự rủi ro hay là liều với cái sự rủi ro không thì đấy là quyền quyết là về phía em. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.